Ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức 24 tháng Chạp, rất đông người dân bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh trở về quê ăn Tết, khiến cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc, chật kín người xe. Từ 7 giờ sáng, hàng ngàn người dân di chuyển trên xe máy bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết ở các tỉnh miền Tây, khiến tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc. Càng về trưa, lượng người tham gia giao thông trên Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây càng đông trong đó lượng xe máy chiếm số lượng nhiều. Từ 7 giờ sáng, hàng ngàn người dân di chuyển trên xe máy bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết ở các tỉnh miền Tây, khiến tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc. Tại một số thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ, lực lượng chức năng cảnh sát giao thông thanh niên xung phong rất vất vả để điều tiết phân luồng. Trong khi đó tại bến xe miền Tây, lượng hành khách đến mua vé lại khá vắng. Nhiều quay vé thậm chí còn không có khách. Đại diện bến xe miền Tây cho biết, lượng hành khách tại bến xe trong ngày 26 tháng 1 vẫn còn ít so với mọi năm. Theo đại diện bến xe, trước đó dịch COVID-19 nhiều người dân về quê vẫn chưa quay trở lại, còn những trường hợp đã lên thành phố Hồ Chí Minh thì người dân cân nhắc việc về lại quê. Tại thời điểm này, trung bình mỗi một ngày, lượng khách tại bến xe chỉ khoảng 3 đến 5.000 người. Dự kiến lượng khách cao điểm tại bến xe sẽ rơi vào các ngày 25, 26, 27, 28 tháng chặt.